Học tiếng Anh cùng bạn. Welcome to lesson 12. Hello everyone. Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lesson thứ 12. City and country. Ta có từ cities là thành phố và từ country là quốc gia. Ở đây chúng ta sẽ học một kiến thức mới trong cái bài số 12 này. Bây giờ mình sẽ tra cho bạn từ city và từ country. Ta sẽ có từ city nói về thành phố. Và các bạn đoán từ từ country sẽ nói về gì? Học bài trước ta đã gặp từ country rồi đấy. Country nói về quốc gia hay đất nước. Trong bài này chúng ta sẽ thấy là tra từ country và từ city không hề giống trong từ sách. Không hề giống các từ trong sách. Chúng ta nhìn thấy trong sách có từ cities và từ countries. Từ city ở đây là chữ y ngắn và sau chữ y ngắn có es. Tương tự như vậy từ country cũng vậy, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy là từ city là danh từ, là một cái danh từ thành phố. Country cũng vậy, cũng là một danh từ nói về đất nước, nói về quốc gia. Và chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Tại sao trong sách nó lại chữ y ngắn và có chữ e, chữ s, cái đuôi này, tức là từ city sẽ đổi y dài thành y ngắn và có chữ es. Thì ở đây nó cái giải thích nó biến đổi như này là vì nó chỉ số nhiều, tức là nhiều hơn một thành phố. Chúng ta sẽ thấy là từ city là thành phố, tức là chỉ một thành phố mà thôi. Trong cái bài học trước ta học về mạo từ a. Mạo từ a là mạo từ đứng trước một danh từ để chỉ số lượng, đúng không ạ? Và tính xác thực. Xác thực tức là khi cái đó nhắc về lần đầu tiên thì ta sẽ dùng a. Chưa từng được nhắc về thì ta chưa từng được nhắc đến ta sẽ dùng a. Nhưng cái quan trọng ở đây mình muốn nói các bạn là mạo từ a sẽ là bằng one, tức là bằng một, tính số lượng. Thì khi mà ta nhìn thấy một cái danh từ nó bình thường như thế này, nó bình thường như thế này, nó không biến đổi cái đuôi, nó không biến đổi cái đuôi nhé, thì nó sẽ dùng với a. Thì ta sẽ gọi là a city, tức là một thành phố, chỉ số lượng. Và nếu như không có a, không có a thì ta cũng biết nó là một thành phố hoặc là tính chất thành phố thôi. Cho nên chúng ta sẽ hiểu là country cũng nói về nhiều quốc gia, nó là số nhiều quốc gia. Nhiều quốc gia. Ví dụ như mình viết chữ a vào đây được không? Thì như viết như thế này là sai. Viết chữ a vào chữ cities là sai. Chữ này chữ cities thêm es thì chúng ta không được viết a city vào đây được. Chúng ta phải viết 2 hoặc là 3, 4, 5. Đúng không ạ? Two city, four, five, six, seven city, tùy. Tức là phải lớn hơn một. Đó. Thì cái vấn đề ở đây các bạn sẽ thấy là trong một cái bài học trước, đó là cái bài học điền số lượng, đây. Các bạn nhìn bài học ở unit 1. Mình xem là mình dạy nó trong lesson nào. Trong cái lesson số 8, các bạn xem lại lesson số 8 là mình chia sẻ các bạn, là điền số lượng vào những bức tranh này. Chúng ta sẽ nhìn thấy hai quyển sách, ta sẽ điền to books. Nhưng các bạn có thấy là cái từ book có cái chữ s ở đuôi. Đúng không ạ? Cái từ book ban đầu mà ta học là không hề có chữ s ở đuôi. A book nó không hề có chữ s ở đuôi, không hề có chữ s gì ở đuôi. Thế nhưng mà khi bắt đầu có hai, có nhiều hơn một thì nó sẽ có chữ s ở cuối cùng. Tương tự từ back, từ camera, từ computer, tất cả đều thêm s. Nhưng riêng có từ sandwich, đúng không ạ? Từ sandwich của chúng ta nó sẽ vốn dĩ là sandwich, đúng không? Còn từ sandwich này sẽ là sandwiches, thêm es, thêm hai từ là từ e và từ s, thêm hai chữ là chữ e và chữ s, đúng không ạ? Còn tất cả các chữ khác chỉ thêm một chữ S thôi. Bây giờ mình sẽ tổng hợp cái kiến thức đó vào đây để dạy cho các bạn. Thì chúng ta đã có từ country và từ city rồi. Chúng ta sẽ có từ, chúng ta sẽ có thêm từ sandwich. Tất cả những từ này ta có cái đuôi ES khi nó lớn hơn 1. Nhưng cái vấn đề là từ city và từ country
từ city và từ country, cái vấn đề của cái từ này. Những cái vấn đề của từ cities và country có sự khác biệt, đó là chữ y dài biến thành y ngắn trước khi thêm, trước khi thêm es. Ok, các bạn nhớ cái điều này, các bạn chép và bỏ. Còn từ sandwich, còn từ sandwich thì chúng ta chỉ cần thêm es thôi. Yeah, thôi. Còn tất cả các danh từ thông thường khác, còn tất cả các danh từ thông thường khác như books, như book, như house, đúng không? Như house hay như book thì chúng ta chỉ cần thêm s thôi. Chúng ta chỉ cần thêm s thôi. Thì quy tắc ở đây là gì? Quy tắc ở đây là khi các bạn nhìn thấy một từ kết thúc, một danh từ kết thúc bằng chữ y dài thì phải biến chữ y dài thành chữ y ngắn rồi thêm es để tạo lên. Khi một danh từ kết thúc bằng y dài, phải biến chữ y dài thành chữ y ngắn trước khi chúng ta thêm es để tạo lên một danh từ số nhiều. Để tạo lên một danh từ số nhiều, chúng ta phải thêm es hoặc là thêm s hoặc là thêm s. Nhưng nếu có chữ y dài thì chúng ta phải biến y dài thành y ngắn. Điều này các bạn phải chép vào vở. Vậy để tạo lên một danh từ số nhiều, chúng ta cần phải thêm cái đuôi es hoặc là s. Thế thì các bạn sẽ hỏi Lộc là khi nào em thêm es và khi nào em thêm s thôi. Thì mình sẽ trả lời các bạn một cái nguyên tắc như sau. Đó là để tạo nên một danh từ số nhiều, chúng ta sẽ thêm es khi gặp các từ có đuôi kết thúc là ch, sh và s hoặc là x gì. Ở đây ta chỉ nhìn thấy chữ ch, nhìn thấy chữ ch nên ở đây phải thêm es các bạn nhé, phải thêm es. Ok, nhớ chưa? Thì còn tất cả các trường hợp còn lại, tất cả các trường hợp còn lại chúng ta sẽ thêm s thôi. Chúng ta chỉ cần nhớ bốn chữ ch, sh, sc và x gì là thêm es, còn đâu ta thêm s bình thường, thêm một chữ s bình thường. Vậy là để tạo lên một danh từ số nhiều, chúng ta cần phải thêm s hoặc là es. Chúng ta sẽ thêm es với cái đuôi ch, sh, s hoặc là x gì, còn lại chúng ta sẽ thêm s không. Với trường hợp đặc biệt khi chúng ta thêm es mà gặp chữ y dài, ta phải biến chữ y dài thành chữ y ngắn. Đó là phát biểu toàn bộ cái kiến thức của ngày hôm nay. Thì đây là kiến thức của ngày hôm nay. Nhưng mình muốn cho các bạn thêm một kiến thức bổ sung, gọi là nâng cao một chút, đúng không ạ? Nâng cao một chút. Vì vì các bạn bây giờ đang học ở cái mức độ là người mới bắt đầu. Nhưng nếu các bạn còn trẻ tuổi và các bạn thấy cảm thấy bài học này vẫn chưa đủ áp lực và chưa đủ căng thẳng lắm, thì các bạn ghi thêm, chép thêm và ghi nhớ thêm cho mình hai dòng nữa, hai kiến thức nữa, là chúng ta sẽ thêm es vào danh từ có tận cùng là một chữ o, có tận cùng là một chữ o, và chúng ta sẽ thêm es vào các từ có đuôi là f, fe, ff và đổi cái đuôi f, fe, ff này thành chữ v, tức là gặp các đuôi f, tức là gặp các đuôi f, fe, chúng ta sẽ đổi chúng nó, chúng ta sẽ đổi tất cả những từ này thành một chữ v rồi mới thêm es, cũng giống như là chúng ta sẽ đổi y dài thành y ngắn rồi mới thêm es. Thì đây là kiến thức nâng cao một chút. Thì mình sẽ cho các bạn ba cái ví dụ. Ví dụ nhất là cái từ tomato. Tomato là quả cà chua kết thúc bằng một chữ o, chúng ta sẽ thêm es, đúng không ạ? Hai ví dụ tiếp theo là kết thúc bằng đuôi fe và đuôi f, thì wife, a wife là một người vợ, đúng không ạ? Có nhiều người vợ sẽ là wives. Ví dụ là có rất nhiều người vợ thì sẽ là wives. Thì chúng ta sẽ biến chữ fe này thành chữ v rồi mới thêm es, đúng không ạ? Tương tự như vậy, ta có từ bookshelf. Bookshelf là cái giá sách, cái kệ sách kết thúc bằng chữ f. Chúng ta sẽ biến chữ f thành chữ v rồi mới thêm es, sẽ thành bookshelves. Ok, thì bài này là hoàn toàn lý thuyết. Chúng ta sẽ kết thúc và dừng tại đây. Bài sau chúng ta sẽ lại luyện nói và thực hành. Hẹn gặp lại các bạn ở lesson bài 13.
See you again, lesson 13.